Ok, chào các bạn đến với channel Ngọc Automation. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đề tài mới, cũng là hệ thống trang room. Thì các bạn thấy ở đây bao gồm hai cái phiếu cấp liệu và một băng tải cấp liệu, đồng thời có một cái sàng room. Sau sàng room thì có băng bá sàng, rồi băng cám và băng bá sàng 2, hai băng bá sàng. Và ngoài ra thì còn có các cái nút ấn sự cố, rồi các cái nút start, stop, rồi auto menu. Ok, đây chính là nội dung chính của đề tài này. Thì mình sẽ run cho các bạn xem. Cái chương trình WinDC và POCS 7300. Đầu tiên các bạn open WinDC lên. Ở đây mình open sẵn rồi, cho nên là không mất thời gian của các bạn chờ đợi thời gian open của WinDC nữa. Thì các bạn chỉ cần vào cái file chứa đựng cái file này, WinDC ở đâu nhỉ, phải chạy WinDC đây, WinDC, và link đến cái hệ thống sàng, cái file cuối cùng. Và ngoài ra mình giới thiệu cho các bạn trong cái bài toán này bao gồm sơ đồ đấu nối này, chương trình S7300 này, chương trình S7300 file PDF và S7300R1 hệ thống sàng step 7 file chương trình R1 là cái file PDF đấy. Còn cái này file step 7 là file chuẩn. Ngoài ra còn có WinDC và nội dung thực hiện, lưu đồ thuật toán này, lưu đồ dừng, lưu đồ khởi động. Đồng thời thì có cái file thuyết trình, Word thuyết trình. Ngoài ra thì còn có video hướng dẫn cho các bạn và sơ đồ thuật toán input output. Cho nên bạn nào cần phải chạy thì cứ liên hệ mình để mà lấy tất cả các cái file này. Ok, đây là các file sơ đồ kết nối này. Và ok, WinDC open lên rồi. Thì các bạn vào graphic hệ thống sàng thì open graphic này lên, tức là màn hình thiết kế giao diện đấy. Khi mà open lên được rồi thì các bạn chỉ cần run thôi. Cái này tương đối là hay. Ok, đây chính là các đây chính là hệ thống của các bạn. Và tiếp theo mình sẽ open file step 7 Symantec S7300, open lên. Và ở đây mình open sẵn rồi các bạn, cho nhanh chứ không lại mất thời gian của các bạn, đúng không? Đây, hệ thống sàn step 7. Và đây mình không nói nhiều nữa. Có các khối OB1 là chương trình chính và các cái FC1 đến FC5 là khối chương trình con. Nội dung cụ thể từng FC thì mình không giới thiệu qua, tại vì có thể làm mất thời gian của các bạn. Bạn nào cần thì cứ liên hệ Ngọc Automation thôi. Ok, và đây mình stop đi và down chương trình xuống. Yes, cứ reset hết cho mình. Sau khi mà run thì các bạn chuyển sang run. Và ở bên WinDC thì các bạn chỉ cần ấn nút là tam giác. Mình tam giác là đi active. Active tức là chạy runtime, chạy mô phỏng. Và tất cả các chương trình này chỉ là mô phỏng thôi. Ok. Và chọn cái hệ thống sàn này. Đây. Đây chính là chương trình của các bạn. Và mình start chế độ auto. Đấy, sau khi mà auto thì còi chuông báo. Chuông báo nó bắt đầu làm việc. Nó báo cho các bạn là hệ thống đang chuẩn bị khởi động. Đấy. Khi mà chuông báo báo xong thì băng cám và băng bá sàng, hai cái thằng này khởi động. Sau đó là sàng rung, rồi băng tải cấp liệu và máy cấp liệu. Đấy. Quá trình stop thì ngược lại, cấp liệu nó dừng trước. Đấy. Cấp liệu 1 dừng trước, rồi chuông báo.
Sau khi mà chuông báo thì nó dừng dần dần. Mấy cấp liệu một. Đấy, tiếp theo bằng cấp liệu sừng rung, bằng cám, bằng bá sa, vân vân. Thì hệ thống tương đối là đơn giản, cho nên bạn nào cần phải chạy thì liên hệ Ngọc Automation để mà lấy. Ok, sau khi mà hệ thống dừng rồi thì mình chuyển reset và chuyển sang chế độ menu. Menu thì on off. On off từng thiết bị. On off. On thì là on, mà off thì là off. Đúng rồi. Và reset, mình bắt đầu check cái sự cố là sự cố máy cấp liệu 2 này, cảm biến này. Và sự cố cảm biến 2 là do cái lịch tâm hay gì gì đó. Cảm biến này là cảm biến báo trạm. Start auto. Có thể tắt chuông ở đây, có nút tắt chuông cho bạn. Nhưng mà mình không cần tắt. Rồi một lát mình sẽ mô phỏng cái sự cố máy cấp liệu 2 cho các bạn xem. Đấy, bây giờ mình mô phỏng sự cố máy cấp liệu 2 nhé. Đấy thì chuông báo nó bắt đầu nó báo. Nó báo đang sự bị sự cố các bạn. Nó báo và sau khi mà báo thì các bạn có thể tắt chuông. Tắt chuông. Và nếu mà sự cố bằng cấp liệu thì nó tắt nó và thằng trên nó, đồng thời các cái thiết bị đằng sau thì nó tắt theo thứ tự. Tương tự cho các cái nút ấn sự cố này. Đây chính là cái nội dung chính của cái đề tài hệ thống cấp liệu và sạc, hệ thống sạc và cấp liệu. Thì tương tự các bạn có thể mô phỏng các cái sự cố như thế này thôi. Ấn nút sự cố nào thì nó mô phỏng được. Ok, và mình reset. Reset đồng thời là dừng ở đây. Bạn nào mà cần phải chạy thì liên hệ Ngọc Automation để lấy cái chương trình chính. Tất cả các cái phải chạy. Ok, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.